Nó chơi đồ 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 đạc để trên này luôn. Tại vì cái khu nhà gia đình khoai tây ở là cũng có ha. Mấy ông bà già bị mất á. Thì cứ hết sơ su store bên Xin chào cả nhà. Xin chào. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Khoai Tây nói đi. Khoai Tây xin chào ông bà cô chú. Chào ông bà cô chú. Khoai Tây vòng tay lại ạ, bà cô chú. Hết sinh nhật chú. À hết sinh nhật rồi. Rồi vòng tay lại ạ, bà cô chú đi. À. Tự nhiên cái bữa nay cái đòi lấy cái xe này ra chơi. Khoai Tây ngồi lên chiếc xe này là không có thấy chiếc xe đâu nữa. Ba khoai tây chờ. Nhà người ta ở, đi nhanh lên con, để ba chờ kìa, ba lâu chờ nãy giờ luôn kìa. Đi con đi, bà đi nhanh lên, ba chờ đằng trước kìa, đi nhanh lên. Ba bao qua bên kia đường luôn này. Mà khoai tây vẫn còn hả, chạy xe ở đây. Chiếc xe nhỏ quá mà, cho nên là ngồi chút là nó mỏi cái chân. Khoai tây đợi thêm 2 tháng nữa là có xe mới rồi. Mình sẽ có quà Noel. Mà. Ừ. Rồi rút cuộc cái hả là khoai tây cũng đi bộ. Còn chiếc xe thì bỏ mà. Dưới xe đẩy kìa. Chú mà. Ừ, mấy chú nói chuyện với nhau á con. Ừ. Đây ba nắm tay ba ba không, một tay nắm tay má, một tay nắm tay ba. Ba ba. Khoai tây ngồi lên xe đẩy cho nhanh con à. Như vậy thì chừng nào mới tới nơi. Mẹ cô nãy giờ đi bộ rồi. Hay là vô siêu thị rồi má cho khoai tây đi bộ nha. Siêu thị. Ừ, chứ bây giờ con đi bộ là chừng nào mới tới nơi. Order last kartoffeln raus. Last kartoffeln. Đi từ nhà ra mới có nửa đường thôi mà đã hả hơn nửa tiếng đồng hồ rồi ông bà cô chú. Cho nên ba phải để khoai tây lên xe đẩy cho nó nhanh rồi ra siêu thị cho khoai tây đi bộ. Rồi đi tới siêu thị rồi. Ba cho khoai tây đi bộ mà. Rồi xuống lấy xe đẩy nè chứ để hả ran rỉ nãy giờ. Nãy giờ. Khoai tây chứ ai? Thì từ ba cho đi bộ thấy không? Đó, đó, ba cho đi bộ rồi lấy cái xe đẩy luôn thấy không? Làm gì đâu mà nãy giờ rên rỉ quá trời đòi đi bộ. Ha, rồi con đẩy xe vô cho siêu thị với ba đi. Chiếc xe của người ta để á con, đi. Xe đẩy người ta để, người ta không xài nữa, đi. Khoai tây bánh mì của người ta con à, không rồi vô rồi lấy cái bịch ở dưới nè, rồi lấy cái bao tay vô, mang bao tay vô, bao tay đâu, bao tay bên kia, bao tay đó, lấy cái bao tay mang vô đây nè, bao tay đây, rồi mang bao tay vô. Một rồi mang vô tay má mua bánh mì này nè. Đúng rồi con lấy ra.
Lấy được không? Nó bày cho. Rồi. Rồi, khơi tay lấy bịch ở dưới, nè, lấy cái bịch bự đi. Lấy bịch bự. À bịch bự nè, mở ra. Rồi. Đúng rồi. Ừ. Rồi, bỏ vô nè. Ừ, không bỏ vô. Đây nè. 3 4 5 5 Đây đây đây, mama ấy xuống kìa. 5 Bỏ vô 6 7 8 Khơi tay. Còn hai cái nữa bỏ vô tiếp đi con. 9 À đúng rồi, mời. Rồi người ta rồi, đây 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 đây. Rồi bỏ vô vô chiếc xe của khơi tay. Trời ơi, khơi tay ơi, hai cái khăn tay con bỏ rồi nè. Con đó đó, hai cái bao tay con xài rồi, con lấy lên nè, con bỏ vô thùng rác nè. Em xài xong em bỏ lại chỗ cũ. Đây nè, con cầm đi. Hai cái bao tay của con nè. Cầm lên. Đúng rồi đó. Rồi đi qua bỏ thùng rác bên đây nè khơi tay nè. Thùng rác bên đây nè con nè. Xài rồi bỏ thùng rác nè. Đây nè, tới đây nè. Đây nè, đã bỏ vô thùng rác, đúng rồi. Đúng rồi, giỏi ghê. Giỏi, đúng rồi, giỏi. Rồi, rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Rồi. Cái bịch á, má bỏ vô chưa? Rồi. Rồi, xong, xe đẩy khỏi tay đâu. Ồ, nho to ghê luôn á. 6 ơ 1 ký. Nho đây ngon ha. Cứng, giòn, đã lắm. Đúng rồi, cứng giòn mà ra trễ cho nên ta mua hết trơn, còn có ít xịt à. Baba nim ka to fancy another size. That is a pocket fetish. Nó thôi đi theo ba ra chỗ khác đây, chỗ này hả nguy hiểm lắm, toàn là chai không à. Đi siêu thị là ít bếp có dẫn khoai tây tới khu vực này lắm. Tại vì khu vực này toàn là chai rượu được không à. Mà khoai tây lúc nào cũng để xe mầm hết. Cho nên thường là tránh cái khu vực này ra dữ lắm. Mà tự nhiên sau bữa nay có là chai rượu mà. À chai rượu á, đi con, đi đó. Kiểu như là hồi đó giờ bây giờ mi mi nhá. Rồi, đó hồi đó giờ mới được tới này cho nên thật ra không được chịu đi. Papa nếu có cho mình viết. Tại vì tủ lạnh nó trống trơn rồi, cho nên thành ra là bữa nay mua hơi nhiều rồi nè. Ô quá trời luôn mà cũng có 54 ơ à. Xếp lại cầm về. Rồi đi về, theo ba đi về đi. Đi về thôi. Thế đi siêu thị xong rồi mình đi về ha con ha. Vừa đi vừa đọc báo đồ ghê không. Ba về nhà từ đời nào đời náo rồi. Coi tay cũng còn lang thang cái này đó. Sợ luôn á, mỗi lần cho em đi bộ là nó lâu ơi là lâu. Em đi hai bước em quay lại một bước. Em đi hai bước em nhìn ngang ngó dọc rồi em mới đi tiếp. Ba về tới nhà rồi và bây giờ khoai tây còn đứng ở đây nè.
Thôi đi lên với ba ba nè. Không có cần phải chờ ngồi chờ đâu. Ba ba đi lên nhà từ đồi não rồi. Ừ. Có sấu ơ 1 ký mà nó vừa ngọt vừa giòn vừa cứng mà nó thơm lắm, ăn nó thơm dễ sợ luôn, ngon ghê. Khoai tây lấy đồ phơ. Khoai tây đi lấy đồ phơi khô chứ ba nè. Ba khoai tây đợt đợt chạy lên. Đợt đợt chạy lên nó quay phim mà không kịp, hai ba con đã gom xong hết rồi. Một đống đồ luôn. Ủa khoai tây không á. Khoai tây bận đồ thải ra dữ lắm. Viên gạch đó con. Cái viên gạch đó. Đây nè, khoai tây lấy tới phụ ba lấy đồ ra khỏi mấy giặt này nhanh lên. Hả? Hả? Cái giỏ nào đâu con? Cái giỏ cho khoai tây ba cầm xuống rồi. Khoai tây tới phụ ba ba đi. Đưa cho ba ba đây, ba ba phơi lên. Cái gì? À, cái đồ phơi đồ của cô chú để, của ông bà để. Ok, tới phơi cả. Đưa cho ba ba phơi lên. Phải lên ở trên kia, trên cái vàng á. Cái tiếng máy á. Tiếng máy bay á con. Bay. Hả, máy bay bay á, lúc sau ba ba. Đưa cho ba ba. Oh, papa. Und Haare schon. Oh, nass. Này, đi xuống thôi, phơi đồ xong rồi. Xuống không vừa xuống thì tự nhiên cái ba khoai tây cái mở cánh cửa còn lại vô để coi thử ở bên này có cái gì. Mình lần đầu tiên vô đây luôn nè. Müller gehörst du wem? Warum da lassen? Ja, weil sie vielleicht nicht wissen, dass man Sperrmüll anmelden kann und dann kann man da alles in der Straße stellen. Kann man holen? Ja, aber will man holen? Có thể sợ tại cái ở này lạ quá. Mà thường á là khoai tây sợ ba khoai tây ôm lên cao á thì khoai tây đỡ sợ. Was ist das? Oh. Aber alles kaputt. Ja. Deswegen stellen die Leute das hier hin, weil bei, bei, bei höher. Da fällt schon wieder irgendwas runter. Aber auch hässlich. Papa, können wir Sie bei der Dieter holen für Küchen? Ja. Hm? Denke ich. Ah, Gott, ein Abstellraum von
Die Leute haben ja alles einfach abgelegt, was sie nicht mehr gebraucht haben. Ach so, zum Beispiel diese, ha? Okay. Diese auch gut, Papa, schau mal. Sieht gut. So. Ha? So, nimm ich auch, aber oh, schau mal, wo kann ich lassen, ha? Aber beide diese können wir sie in unserer Christian, lesson. Wo denn? Ồ, có mấy cái tủ người ta cũng bỏ nữa nè. Ừ, tủ này thì bị hư rồi. Ồ, nó lại đúng đó. Và không? Ồ, nó có mattress. Ja, muss nicht alles von irgendwelchen anderen Leuten benutzen. Ja, ich, nein, nein, ich weiß, diese von den alten Leuten, ha? Ja. Oh, oh, vielleicht ist cái tủ thật loại đó không biết nữa, tự nhiên cái quá trời đồ đạc ở trên đây luôn, mà tại vì do là cái khu nhà this is kind of solution kind of opening quá trời đồ đạc để trên này luôn, tại vì cái khu nhà gia đình Khoai Tây ở là cũng có mấy ông bà già bị mất á. Mà không biết là có phải là người ta rinh lên đây không? Ba Khoai Tây nói là cái kiểu giống như là người ta muốn bỏ đi nhưng mà không có đăng ký được với lại thành phố để mà... Tại vì mỗi lần mà mình bỏ đồ cũ đồ á là mình phải đăng ký với lại chính quyền thành phố. Mình sẽ bỏ vô tới đó rồi mình trả tiền rồi. Sẽ có người tới người ta lấy đồ đi. Mà chắc là đăng ký không được cho nên là tạm thời vứt lên đây hết trơn hết trọi. Cho nên đây nó thành một cái nhà kho. Ừ, quá trời đồ luôn. Thấy có nhiều cái nó cũng cũ ghê luôn. Nệm đồ nữa nè. Mattress nè, Papa. Ô, Papa. mấy tập thể dục nữa nè. Vali và lũng đồ tùm lum hết trơn. Và không lát xin lối cho ta. Da da ist glaube musst du zuerst mit Hausmeister fragen, ha? Bitte kein Hausmeister. Ich weiß nicht. So wo hast du sie manche E-Mails, wenn sie etwas kaputt? Ja, aber das ist die Wohnungsbaugesellschaft. Die wissen noch nicht, was hier oben in dem Abstellraum ist. Ah so. Das weiß keiner. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch jemand benutzt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht gehört es so gestorben Leute, tote Leute. Ich kann toten Leute Möbel immer noch. Okay, nè, nè em rồi quá trời nè. Này con này cái gì nè? Okay. Oder können wir die alte Leute fragen? Gibt? Okay, guten Tag. Tự nhiên cái bữa nay ba Khoai Tây mở cửa ra thử coi thử nó có mở được cái cánh cửa này không. Thì phát hiện ra nguyên một cái kho. Một kho đồ đạc. Còn bên này là cái áp máy để mà phơi đồ. Ok. Quên rồi. Cái tiếng của hàng xóm đóng cửa lại á con. Đi xuống thôi, phơi đồ xong rồi. Mình đi về nhà hả con? Ừ, để cho Khoai Tây đi ngủ. Có nè. Có đi ngủ con à. Hôm nay má Khoai Tây sẽ xào. Cái đây là đùi gà, mình cắt nhỏ nhỏ ra xào chung với lại đậu.
Hôm nay gia đình khoai tây ăn cơm với lại đậu cô ve xào, thịt đùi gà xào và canh bí nè, canh bí nấu với loại xương đùi gà đó. Xin mời cả nhà cùng ăn tối với gia đình khoai tây nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của gia đình khoai tây. Xin hẹn gặp lại ở những video sau. Bye bye và hẹn gặp lại. Cá. 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 Cá.